À, cái đấy là một cái mà một bước mà chi tiết rồi giữa hai bên sẽ có những cái buổi họp và chi tiết sau. Tuy nhiên thì nó bắt nguồn từ cái nhu cầu và cái cơ cấu tổ chức của LG nói riêng và các doanh nghiệp nước ngoài nói chung hiện nay. Ví dụ như là ngoài các cái khoa ngoại ngữ như tiếng Hàn, tiếng Anh ra thì còn có những cái khoa như là marketing hoặc là nhân sự và đặc biệt là logistics. Hiện tại thì như trong cái buổi hội đàm về hợp tác chiến lược tôi cũng đã có nói về cái vấn đề về logistics, một trong những cái ngành rất là hot, và tôi cũng đề xuất với ban giám hiệu trường cũng nên nghiên cứu cái đó và nên thực hiện hóa. Tôi nghĩ rằng là Đại Nam đào tạo ra nhân tài cho đất nước chứ không phải mỗi LG, nên tôi nghĩ rằng là sự hợp tác với LG chỉ là bước khởi đầu. Tôi mong rằng, tôi chúc rằng Đại Nam sẽ có những hợp tác nhiều hơn với các doanh nghiệp nước ngoài, và LG Việt Nam sẵn sàng chung tay vào giới thiệu kết nối với những cái doanh nghiệp đó.